Chiến dịch iwi iuvi Việt Nam quan niệm với sự ảnh hưởng của mình, mỗi cá nhân đều có thể kêu gọi sự tham gia của cộng đồng và bạn bè chung tay hành động vì môi trường. Được truyền cảm hứng từ chiến dịch iwi iuvi do Vduv Vduvf phát động trên toàn cầu, dự án môi trường Buveromon đã phát triển một phiên bản riêng cho Việt Nam mang tên iwi iuvi, tôi và các bạn hãy cùng hành động. Theo đúng tinh thần, mỗi giờ đều là giờ trái đất, tất cả chúng ta đều có thể bảo vệ môi trường, điều bạn cần chỉ là một động lực. iwi iuvi thúc đẩy mỗi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cả các cơ quan chính phủ đưa ra những thách thức của riêng mình để bảo vệ hành tinh. Mỗi thách thức này sẽ là một động lực tích cực để có nhiều người hơn nữa chung tay cùng hành động. Năm 2014, Ban tổ chức chiến dịch iwi iuvi cùng 50 nghệ sĩ, 20 doanh nghiệp và cộng đồng sẽ cùng cam kết trồng ít nhất 3.000 cây đước tại Thừa Thiên Huế, góp phần chống lại biến đổi khí hậu. Sân trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Hà Nội sôi động khác thường. Các em học sinh tập trung thành từng nhóm, vây quanh những cụm trưng bày, cây giống, áo phông và cả những poster mang dòng chữ lan tỏa màu xanh. Đây chính là những hoạt động trong Ngày hội tái chế được tổ chức tại trường Việt Đức. Ngày hội tái chế là một trong chuỗi sự kiện nhằm gây quỹ trồng 3.000 cây đước tại Thừa Thiên Huế. Trong sự kiện này, các học sinh sẽ tham gia vào những hoạt động như tham quan gian hàng trưng bày dự án trồng rừng ngập mặn, gian hàng hướng dẫn làm đồ thủ công. Ngoài ra, học sinh còn tham gia các trò chơi thú vị về môi trường. Hoạt động của hôm nay được gọi là ngày hội tái chế, có nghĩa là ngày khi mà các bạn có thể mang những cái đồ tái chế, những đồ cũ đến để trao đổi lấy một cái vật phẩm hoặc là một cái để được tham gia trò chơi. Năm nay mục đích của chiến dịch là để trồng 3.000 cây đước tại Huế ạ. Thì bằng cách là khi các em quyên góp lại những cái đồ tái chế như vậy, bọn em sẽ bán được để lấy tiền và tiền đó sẽ được quyên góp vào để trồng cây. Trong vòng một tuần vừa rồi thì các em học sinh đã quyên góp được hơn 2 tấn giấy vụn và khoảng 2.000 lon nhôm ạ. Cái số tiền đó thì tương đương với 10 triệu đồng ạ và đã trồng được khoảng 200 cây ở Thừa Thiên Huế ạ. Ngày hội tái chế vừa được tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Việt Đức đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều học sinh. Thông qua những hoạt động như vậy, nhà trường cũng mong muốn nâng cao nhận thức cho học sinh về ý thức sống thân thiện với môi trường. Trách nhiệm của nhà trường là giáo dục học sinh nâng cao nhận thức về những vấn đề về môi trường, về vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy không chỉ dạy các em ở trong nhà trường, trong lớp học mà còn thông qua các cái hoạt động khác nữa. Trong đó chúng tôi phối hợp với các công ty để tổ chức cái ngày hội tái chế này. Trước hết là nhằm giúp cho các em nâng cao nhận thức của mình về sự biến đổi khí hậu, về vấn đề ô nhiễm môi trường và đặc biệt là về vấn đề các em phải biết cách tiết kiệm các cái nguồn năng lượng, tiết kiệm các cái vật dụng. Nếu như khi chúng ta không sử dụng nữa thì những cái vật dụng đó chúng ta vẫn có thể tái chế để tạo ra những sản phẩm mới. Qua hoạt động này, ban tổ chức chiến dịch iwi iuvi mong muốn gửi tới thông điệp về môi trường, xây dựng cho các bạn trẻ nhận thức về biến đổi khí hậu và các hành vi bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Hệ động thực vật Việt Nam khá giàu về thành phần loài và có mức độ cao về tính đặc hữu. Ở Việt Nam có 33 loài chim, trong đó có 10 loài đặc hữu. loài chim ở Việt Nam là nhóm động vật được biết đến nhiều nhất. Cho đến nay, hầu hết 850 loài chim đã được ghi nhận tại Việt Nam. Con số này chưa phải là con số cuối cùng về số lượng loài chim trong nước, vì những loài mới vẫn được tiếp tục phát hiện lại và quan sát lần đầu tiên trong lãnh thổ nước ta. Cũng giống như các loài thú, nhiều loài chim cũng đang bị đe dọa bởi sự phá hủy và thu hẹp môi trường sống. Số lượng chúng giảm nhiều qua thời gian. Nhiều loài chim cũng đã có tên trong sách đỏ thuộc những loài cần được phải bảo vệ. Ở Việt Nam, như chúng ta hiện biết, tính thống kê hiện nay mà chúng tôi đã nghiên cứu ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta có khoảng 887 loài chim hiện biết ở Việt Nam. Trong đó rất nhiều các loài chim đã bị liệt tên ở trong sách đỏ của Việt Nam và kể cả trong danh lục đỏ IUCN của thế giới. Đặc biệt, trong những loài chim đó phải kể đến những loài thuộc họ trĩ Phasianidae. Vì sao những cái loài họ trĩ mà nó lại đưa vào cái nguy cơ suy giảm quần thể ngoài tự nhiên nhiều? Bởi lẽ là một là các loài trĩ, thường những loài chim có bộ lông sặc sỡ đẹp, được mọi người bắt về để nuôi làm cảnh. Hai là những loài trĩ là những loài chim kích thước lớn nên mọi người bắt về để làm thịt ăn. Thì đấy cũng là hai cái nguy cơ mà dẫn tới rất nhiều loài chim trong họ trĩ Phasianidae ở Việt Nam chúng ta bị tiêu diệt nhiều, bị bắt nhiều, săn bắt nhiều để phục vụ cho những mục đích khác nhau của con người. Thì trong các cái họ trĩ thì chúng ta thấy là có loài công thì cũng đang là một trong những loài bị đe dọa ở mức nguy cấp và liệt tên ở trong sách đỏ Việt Nam. Và thứ hai nữa là loài gà lôi trắng hay còn gọi là trĩ bạc. Công là tên gọi để chỉ một trong các loài chim thuộc họ trĩ. Tại Việt Nam, chim công là loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Phổ biến nhất vẫn là loài công lục. Loài công lục có 3 phân loài khác nhau. Tại Việt Nam chỉ có một phân loài. Đây là một loài chim có bộ lông đẹp nhất trong tất cả các loài chim và được xếp là một trong 10 loài chim đẹp nhất hành tinh. Có tên trong sách đỏ là loài gà lôi trắng. Gà lôi là một nhóm có kích thước lớn, không di cư, tương đối ít di chuyển. Chúng là loài chim chạy, thích đi lại hoặc chạy trên mặt đất, mặc dù cánh ngắn, cơ ngực phát triển vẫn cho phép chúng có thể bay lên. Loài gà lôi trắng như chúng ta đều biết thì là một cái loài nó phân bố khá phổ biến ở các cái vùng miền của Việt Nam. Nhưng gần đây vì cái sự săn bắt của nó quá nhiều nên từ một loài tương đối phổ biến giờ đây trở nên một cái loài quý hiếm ít gặp khi chúng ta tới các cái khu bảo tồn. Hiện nay nếu chúng ta thấy muốn gặp thì có thể là đến những khu bảo tồn mà được bảo tồn tốt, ví dụ như vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những địa điểm mà buổi sáng sớm đi dọc con đường vào trong trung tâm bóng chúng ta vẫn có thể gặp được những cái đàn gà lôi trắng đi men theo các con đường để kiếm ăn vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên thì để bảo tồn được những loài này thì một mặt chúng ta bảo tồn nguyên vị, tức là bảo tồn tại nơi sinh sống của chúng. Nhưng mặt khác, nếu chúng ta không có biện pháp bảo tồn chuyển vị, tức là chúng ta tìm các biện pháp nhân nuôi để làm gia tăng nhanh cái số lượng quần thể của các loài ngoài tự nhiên thì công tác bảo tồn chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó một bài toán đặt ra là phải làm sao các nhà khoa học, các nhà chăn nuôi, các nhà bảo tồn phải tìm cách nhân nuôi được các loài này ở quy mô nhân tạo và sau đó đưa chúng trở lại và thiên nhiên thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được cái công tác khôi phục quần thể này như trạng thái bình thường ở ngoài tự nhiên. Đã có thời gian, công tác nhân nuôi bảo tồn một số loài hoang dã được quy định một cách nghiêm ngặt và chỉ có những cơ quan chuyên môn đảm trách. Công tác này được mở rộng ra cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả bảo tồn từ khi luật đa dạng sinh học ra đời. Có thể thấy là từ năm 2008 khi Quốc hội thông qua cái luật bảo tồn đa dạng sinh học thì nó tạo ra một cái sự cởi mở đối với cái công tác bảo tồn ở các khu bảo tồn, các vườn quốc gia trên hệ thống hơn 30 vườn quốc gia và hơn 67 khu bảo tồn ở Việt Nam. Cái điều này nó đã cởi nút cho cái bảo tồn, giúp người dân có thể có được những cái mưu sinh để cùng bảo tồn nhưng cùng đảm bảo được cái sinh kế của người dân. Cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, tại địa phận xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì là khu vực sinh thái với cây xanh, ao hồ. Đến nơi đây, chúng ta có thể cảm nhận được một không khí thanh bình của một vùng quê yên ả. Sự ồn ào náo nhiệt nơi đô thị được thay bằng một không gian thoáng đãng với những tiếng chim vang vẳng đâu đây. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến trang trại, chúng ta có thể nghĩ ngay đây là một trang trại chăn nuôi hay một trang trại trồng trọt. Nhưng có một trang trại rất đặc biệt, nuôi các loài chim quý mang tên Vườn Chim Việt. Người chủ trang trại mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng xuất phát từ niềm đam mê nuôi chim cảnh. Và có thể nói anh là người đầu tiên nuôi thành công loài trĩ đỏ thành thương phẩm. Và điều đặc biệt hơn, tại trang trại này, anh cũng tự mày mò nghiên cứu để nuôi loài công, loài gà lối trắng, những loài có tên trong sách đỏ Việt Nam sinh sản tại điều kiện nuôi nhốt. Chúng ta có thể gọi anh là nhà bảo tồn nghiệp dư. Vào khoảng thời gian năm 2007, một mô hình nuôi chim trĩ đỏ khoang cổ thương phẩm được hình thành. Nhiều người đến tham quan, học tập kinh nghiệm vì đây là một mô hình có thể giúp người nông dân cải thiện đời sống. Đây là kết quả của nhiều năm tự mày mò tìm hiểu của anh Trần Nhữ Giáp, chủ trang trại Vườn Chim Việt. Sau thành công việc nhân nuôi loài chim trĩ đỏ khoang cổ, vốn là người có niềm đam mê nuôi chim cảnh, anh Giáp lại tiếp tục bắt tay vào sưu tầm nhân nuôi một số loài chim quý. Trong trang trại của anh hiện có tới hàng chục loài chim khác nhau và một đặc điểm chung là các loài này đều có những vẻ đẹp độc đáo. Uyên ương là loài vịt đậu cây chủ yếu sống ở Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng có một số quần thể hoang dã quan trọng tại Vương quốc Anh. Chúng sống trong sông, suối, ao hồ tại các khu đồng rừng yên tĩnh. Loài này đang bị đe dọa do mất nơi sinh sống. Khi sự phát triển của con người tiếp tục mở rộng, các khu rừng mà những loài vịt này ưa thích vẫn tiếp tục bị thu hẹp. Trĩ bảy màu đỏ là loài chim sở hữu bộ lông vũ tuyệt đẹp. Chính vì vậy, loài này được xếp vào loài chim cảnh có giá trị kinh tế, phục vụ cho việc làm cảnh, bảo tồn và khai thác các sản phẩm từ lông vũ. Vùng phân bố của chúng là phía Tây Bắc Trung Quốc. Loài này đã được nhân nuôi thành công ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Loài trĩ xanh Nhật Bản cũng thuộc loài chim cảnh có giá trị. Tuy không phải là loài phân bố ở Việt Nam, nhưng loài trĩ xanh Nhật Bản hoàn toàn có thể thích nghi với điều kiện nuôi trong môi trường nhân tạo. Giá trị kinh tế của chúng cũng giống loài trĩ bảy màu đỏ. Nhưng tại trang trại này, niềm tâm đắc nhất của anh Trần Nhữ Giáp vẫn là đàn công nhiều màu sắc. Đây không chỉ là kết quả trong thời gian dài tìm hiểu về loài công, mà nó còn gắn liền với quá trình hình thành trang trại Vườn Chim Việt. Tiệm 203, lúc đó 22-23 là sau khi học xong thì mình cũng đi làm ở nhiều nơi. Có thời kỳ thì cũng mở doanh nghiệp riêng, làm về lĩnh vực xây dựng và tư vấn đầu tư. Thì do cái lĩnh vực đặc thù của mình ấy, là được đi công tác thường xuyên cả trong nước và nước ngoài, thì đến nhiều nơi ấy, nhiều vùng miền trong cả nước thấy một số cái loài rất là hay, loài chim rất là hay. Thì lúc đó mình có cái ý tưởng là mình mua, tiện thì đi công tác thì mua chơi về làm cảnh thôi. Chim trĩ đỏ hoang cổ mình mua đầu tiên và sau đó là mua chim công. Thì ban đầu thì mỗi loại 1-2 đôi để về nuôi nhốt trong nhà cho nó vui. Trong quá trình nuôi được hơn 1 năm thì đã có số loài sinh sản như trĩ đỏ hoang cổ sinh sản, mà mình thấy cái số lượng trứng nó đẻ rất là nhiều. Đấy, chim công thì cũng đã bắt đầu đẻ. Thì lúc đó mới cho tiến hành ấp lở thử thì một số cá thể nó sinh sản được. Và chính từ cái niềm vui mà khi cái loài chim sinh sản được thì mình bắt đầu mình cái ý tưởng là mình nhân giống nó lên, tại vì không có nhu cầu để bán hay trao đổi cái này làm gì cả. sau này nữa thì qua nhiều nguồn để mình sưu tập thêm một số con giống và lúc đó để hình thành những cái vườn nuôi nhỏ nhỏ và cứ lớn dần lên, như ngày hôm nay là anh thấy nó thành các trang trại nuôi chim. Là người đi tiên phong nuôi những loài chim nằm trong sách đỏ nên anh Giáp gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật cũng như việc xin cấp phép nuôi. Để được chính quyền địa phương cấp phép nuôi loài chim trĩ, anh đã mất gần 2 năm chứng minh những loài động vật này có thể sinh sản được trong môi trường nhân tạo. Ban đầu chơi cảnh thì ra là mình cũng không lúc đó là cái kiến thức về pháp luật về cái loài này thì mình không tìm hiểu, nên mình cũng chơi theo tính chất là tự phát thôi. Sau này trong cái quá trình nuôi rồi và đặc biệt là có những cái thời kỳ nó sinh sản rồi, cái số lượng chim nó tăng lên ấy, thì lúc đó thì mình mới tìm hiểu thêm các cái thông tin của nhà nước về cái việc mà gây nuôi động vật hoang dã nói chung, trong đó có cái loài này, thì để làm sao là có thể tiếp tục nuôi được thì mình đã phải làm các cái công tác khác, như là mình sẽ phải thứ nhất là mình phải chứng minh được rằng mình đủ cái điều kiện về cơ sở vật chất để mình nuôi. Cái thứ hai nữa là mình phải chứng minh được rằng mình có hoàn toàn có thể nuôi được, sinh sản cái loài này. Và cái góc độ thứ ba nữa là về cái góc độ về cái nguồn gốc ban đầu cho loài. Đấy thì mình phải làm những cái bước đó thì nó rất là vất vả, và kéo dài đến hơn 2 năm trời thì mới xong. Ban đầu, những kiến thức về loài chim công hầu như không có. Anh Trần Nhữ Giáp đã mất nhiều công sức để tìm đọc các tài liệu. Vạn sự khởi đầu nan. Kết quả trong việc nuôi và cho công ấp nở cũng nhiều khi thất bại. Ban đầu thì thực ra là mình cũng nuôi dựa trên cái kinh nghiệm nuôi chơi cảnh. Sau đó thì quá trình nhân lên một số cái loài nó phát triển rộng, đặc biệt là chim công thì là một cái loài mình rất là yêu thích rồi. Thì lúc đó mình cũng dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu các tài liệu trên mạng internet. Tài liệu bằng tiếng Việt thì thời điểm 2003-2004 là hầu như không có bất kỳ một cái thông tin nào nói sâu về cái loài này, chỉ có những thông tin trích dẫn rất là cơ bản thôi. Thì lúc đó mình bắt đầu đọc các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng nước ngoài. Đọc về thì áp dụng vào cái quá trình nuôi cũng thấy nó có kết quả rất là tốt. Theo thời gian, rút kinh nghiệm qua những lần thất bại, cùng với sự giúp đỡ của một số chuyên gia chăn nuôi và sinh học, đàn công của anh Giáp đã phát triển khá nhanh. Đặc biệt, trong đàn công đã xuất hiện những cá thể công trắng và có công ngũ sắc, một trong những biến thể từ cặp công xanh bố mẹ. Hiện nay có hai cái loài công mà người ta đang nuôi chơi cảnh, đó là chim công nục và cái loài thứ hai là chim công xanh của Ấn Độ. Còn cái loài mà các bạn đang nhìn thấy ở đây thì đó là một cái loài rất là lạ, đó là mình có thể tạm gọi tên đó là chim công ngũ sắc. Tại sao gọi như vậy? Tại vì bản thân nó có 5 màu khác nhau và cái tên này thì cũng chưa có nhà khoa học nào gọi nó cả và cũng chưa phân loại. Nên là trong quá trình nuôi những năm vừa qua thì từ những cá thể công xanh Ấn Độ ban đầu thì nó ra những cái cá thể đột biến như này và cái tỷ lệ nó rất là thấp. Thông thường với khoảng độ từ 400 đến 500 con giống trên một mùa sinh sản thì sẽ có từ 1 đến 2 cá thể như này. Và hiện tại mình đang giữ lại những cá thể này để theo dõi những quá trình sinh nở tiếp theo. Trong 2 năm vừa qua khi phát hiện ra những cá thể công này thì mình thấy là cái việc sinh trưởng của nó rất là ổn định. Thế hệ con của nó thì có một số con giống đã trở lại thì cái gen bố mẹ ban đầu là công xanh và một số con vẫn giữ được cái màu lông như thế này. Thời gian đầu, việc ấp trứng công hoàn toàn theo tự nhiên. Tuy vậy, tỷ lệ nở còn rất thấp. Lại một quá trình tìm hiểu phương pháp ấp trứng gia cầm. Do loài công có đặc điểm sinh học hoàn toàn khác với những loài gia cầm khác, nên quá trình và điều kiện cho trứng nở cũng cần những điều kiện đặc thù. Những máy ấp nhân tạo ban đầu không đáp ứng được việc ấp trứng công. Anh Giáp lại bắt tay vào cải tiến. Và cũng phải mất hàng năm trời, chiếc máy ấp cải tiến đầu tiên đã hoàn thành, đáp ứng việc ấp trứng công nở với tỷ lệ cao. chim công, chim trĩ hay gà lô trắng thì đều là thuộc họ trĩ bộ gà. Về cơ bản dùng các phương pháp ấp gia cầm thông thường, tức là máy ấp trứng gà thì đều có thể ấp được. Nhưng tất nhiên cái tỷ lệ nở nó không cao, nhưng mình đã theo dõi và mình làm thử nghiệm thì tỷ lệ nở chỉ loanh quanh khoảng độ 50% thôi. Thì lúc đó thì mình sẽ mới có các cái phương pháp như mình dựa trên cái nguyên lý của máy ấp trứng gà. Để đầu tiên là mình mua một cái máy ấp trứng gà về, mình có cải biến lại. Đấy, cải biến lại thì mình đã cải biến về cái thứ nhất là cái khay ấp trứng cho nó phù hợp với kích thước từng quả trứng một. Cái thứ hai nữa là cái thời gian đảo trứng, và cái thứ ba nữa là cái nhiệt độ ấp trứng, và cái thứ tư nữa là cái độ ẩm. Đấy, dựa trên từng loài một thì mình sẽ có những cái phương pháp để chế cái máy ấp cho nó phù hợp. Và sau này thì cái máy ấp đấy thì cho kết quả rất là cao. Trong một lần làm việc với Vườn Quốc gia Cúc Phương, anh Giáp đã được tặng một đôi gà lôi trắng, loài có tên trong sách đỏ Việt Nam. So với loài công, để gà lôi trắng sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt cũng không đơn giản, vì loài này chưa được thuần hóa. Dựa trên những kinh nghiệm đã có, anh Giáp đã tạo được môi trường sinh sản cho loài này. Dần dần, số lượng gà lôi trắng của anh tăng lên từ cặp đôi bố mẹ. Với những thành công bước đầu, anh Giáp vẫn còn ấp ủ nhiều dự định. Cái dự kiến của mình thì là mình đã làm, mà hiện nay thì đang cả trên lý thuyết và thực tế thì mình đang nghiên cứu về trên 50 loài, trong đó có hơn 30 loài đặc hữu của Việt Nam, còn 20 loài của thế giới. Thì cái mong muốn của mình là trong tương lai mình sẽ làm được tất cả các loài đó, và làm được cái loài nào thì mình đều có những cái ghi chép nhất định thành các cái tài liệu để sau này có thể cung cấp cho những người nuôi và các cái đơn vị cơ quan khi người ta cần. Trong trang trại Vườn Chim Việt có thể dễ dàng quan sát được khu nuôi vịt trời. Đây là giống vịt trời được nuôi thương phẩm. Bên cạnh đàn trứng đỏ khoang cổ, vịt trời thương phẩm là nguồn thu nhập để anh Giáp có thể tiếp tục nghiên cứu gây nuôi các loài đang cần được bảo tồn. Mô hình nhân nuôi bảo tồn các loài chim quý hiếm của chỗ anh Giáp là một mô hình có thể nói đây là một mô hình thành công của việc là luật bảo tồn đa dạng sinh học đã lôi cộng đồng vào cùng tham gia với các nhà khoa học, các nhà quản lý ở các cấp để cùng bảo tồn, cùng nhân nuôi các cái loài quý hiếm và khôi phục các quần thể này ở ngoài tự nhiên. Anh Giáp thì có thể nói là một người chỉ say mê chim thôi. Anh yêu chim và từ bỏ những cái nghề xây dựng của anh vốn thu nhập rất là cao sang một nghề có thể nói là mạo hiểm, bởi vì anh đang mày mò. Anh không phải là một nhà khoa học nhưng anh yêu chim và anh mày mò các cái phương pháp để có thể nhân nuôi được các loài quý hiếm đó, từ học tập các cái mô hình ở trong nước và kể cả anh ra nước ngoài để học những cái mô hình đó để làm sao xây dựng được những quy trình nhân nuôi. Mặc dù các quy trình đó sẽ cần phải có sự hoàn thiện hơn nữa, có sự góp sức của các nhà khoa học thì các mô hình đó nó mới trở thành các mô hình chuẩn và có thể mở rộng nhân và ứng dụng ở các cái vùng miền khác nhau và nhân nuôi không chỉ một loài công, một loài trĩ bạc hay là gà lôi trắng mà có thể nhân nuôi được nhiều các loài quý hiếm khác, phục vụ cho công tác bảo tồn ở Việt Nam. Với niềm đam mê và nỗ lực của mình, anh Trần Nhữ Giáp đã xây dựng được một mô hình nhân nuôi một số loài trước kia chỉ có trong tự nhiên và phát triển thành một nghề mới, giúp nhiều người nông dân cải thiện cuộc sống. Việc nhân nuôi thành công một số loài chim có tên trong sách đỏ như công và gà lôi trắng cũng góp phần tích cực trong công việc bảo tồn động vật hoang dã. Và hy vọng một ngày nào đó, các loài này sẽ được xóa tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.